Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bộ truyện dài Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của chính tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Cấp phát những căn nhà ngoài bìa trại, xa hẳn ngôi giáo đường, để khỏi phải bận tâm theo dõi những sinh hoạt tôn giáo rất rầm rộ của toàn xứ. Vào thời ấy, lương giáo còn có bức tường vô hình ngăn cách, cho nên dù chẳng ai động chạm hay gây phiền toái cho họ, mà họ vẫn tự cảm thấy lạc lõng, gần như bị bỏ rơi, không thân thiết được với người chung quanh. Chính vì thế, họ lần lượt bỏ đi, hoặc dọn xuống Sài Gòn, hoặc lên Củ Chi lập nghiệp. Và cho đến nay, bước sang năm thứ tư, thì toàn trại chỉ còn có một hộ duy nhất không theo công giáo. Đó là vợ chồng ông Đoàn Cảnh, sống với ba người con trong căn nhà sát bờ sông, hàng xóm gần nhất của Thông. Về nhà mới đã nửa năm, nhưng Thông ít có dịp nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình ông Đoàn Cảnh. Ngoại trừ buổi đầu, anh sang chào để làm quen, bởi anh vốn theo cái nguyên tắc cổ xưa là bán anh em xa, mua láng giềng gần, biết đâu có khi tối lửa tắt đèn cần đến nhau. Cái lần sơ giao ngắn ngủi ấy, anh gặp cả nhà, nhưng nói năng dè dặt, nhìn nhau xa lạ, nhất là nét mặt của ông Đoàn Cảnh thì lạnh nhạt thấy rõ, như đang đề phòng một âm mưu gì đó của Thông. Thông về rồi, ông gay gắt dặn đi dặn lại các con là dứt khoát không được siêu lòng. Nếu Thông ngỏ lời dụ dỗ gia đình ông bỏ đạo thờ ông bà, để rửa tội theo đạo Thiên Chúa. Ông Đoàn Cảnh năm nay chưa đến 50, hơn vợ vài tuổi, sống với ba người con, một gái hai trai. Lâu lắm rồi, Thông có nghe loáng thoáng một người nào đó kể rằng, dạo mới lấy nhau, ông bà Đoàn Cảnh đi xem bói, được ông thầy đoan quyết là sẽ sinh bốn đứa con, hai trai hai gái, mà ông thầy gọi bừa là tứ quý, bởi đứa nào cũng sẽ công thành danh toại. Nghe lời thầy xúi, ông Đoàn Cảnh lấy bốn chữ Châm Anh Thế Phiệt để đặt tên cho các con, mặc dầu ông xuất thân từ miền nông thôn, tổ tiên mấy đời làm ruộng, chứ không hề thuộc dòng dõi thượng lưu hay quan quyền. Ông chỉ hy vọng đặt tên như thế, các con ông sẽ nên người, y như lời thầy bói tiên đoán. Nhưng chỉ sinh được đến đứa thứ ba thì dứt hẳn, bà Cảnh tự dưng không có thai nữa, mặc dù cả hai vợ chồng cùng đi bắt mạch và thi nhau uống thuốc bắc. Cũng còn một điều may là ba đứa con đều hiền ngoan và xinh xắn, càng lớn càng chăm chỉ xốc vác để bố suốt ngày ngồi chơi ở nhà mà suy ngẫm về thế sự, chứ không phải làm lộng gì cả. Sống bên cạnh mấy ngàn người công giáo, ông Đoàn Cảnh là người bảo thủ, nghiêm khắc, gần như gàn bướng. Thiên hạ khó có thể thuyết phục được ông, một khi ông đã có thành kiến. Ông cũng biết mình lạc lõng, cho nên đã mấy lần mò xuống Sài Gòn để thăm dò đường đi nước bước. Nhưng ông thấy phố phường chật hẹp và người đời bon chen quá, ông tự cảm thấy không thể ganh đua nổi, nên lại quay về, và đành cứ phải nép mình ở cái xứ đạo xa lạ này để ngày ngày nghe tiếng chuông giáo đường. Có hôm làm ông mất ngủ phải lên tiếng cào nhào.
Bà Cảnh thì thực tế hơn nhiều. Bà xa gần thúc giục ông chồng dọn đi, nhưng ông không có vốn, nên cứ phải vờ vịt nại cớ này cớ khác để bám trụ ở trại định cư cằn cỗi này. Đói no thì tạm thời không thành vấn đề, không phải là mối lo chính của bà Cảnh, bởi bà và cả ba đứa con đều chăm chỉ, ai thuê gì cũng làm. Cái bận tâm day dứt thường xuyên ám ảnh bà chỉ là vấn đề tương lai của các con mà thôi. Tương lai đây có nghĩa là chuyện dựng vợ gả chồng cho chúng nó sau này. Cô Trâm, con gái đầu lòng, năm nay đã 21. Hai thằng em, đứa 19, đứa 17, tướng mạo khôi ngô, thân hình mạnh khỏe, lại thêm tính tình hòa nhã, thật là một niềm hãnh diện lớn cho cha mẹ. Nhưng cả ba đứa con của bà đều sẽ sống độc thân cho đến già, bởi chung quanh gia đình bà chỉ toàn là người Công giáo, không ai kết hôn với người ngoại đạo. Cái viễn ảnh ấy làm bà lắm khi rùng mình, và lại càng sốt ruột nhắc chồng bỏ xứ, nhất là cô con gái quý của bà năm nay đã ngoài 20. Ông Đoàn Cảnh cũng biết như thế, tuy ông không bao giờ nói ra. Ông biết mà đành chịu, bởi trong túi không có đến một chỉ vàng, thì đi đâu lập nghiệp bây giờ. Một buổi chiều nhạt nắng, Thông ở trường về dựng xe đạp vào vách, rồi đứng chống nạnh trên thềm nhìn ra khu vườn trước mặt. Vườn nhà anh do ông bà Thứ để lại, gồm đủ các loại rau tươi tốt, mùa nào thức nấy, một mình ăn mãi không hết, lâu lâu phải gọi người đến cho bớt. Anh nhớ lời cha Hảo thường bảo, muốn di dưỡng tinh thần và tránh những tư tưởng ám muội trong đầu, thì không có cách nào tốt bằng làm vườn. Các dòng khổ tu đều lấy công việc chân tay làm trọng, bởi đời sống cần lao giúp tâm hồn người ta thanh thản. Chính cha thường áp dụng châm ngôn ấy, cho nên dạo trước thỉnh thoảng lên nhà xứ, Thông vẫn thấy cha mặc bộ quần áo nâu, đội nón lá, vun xới từng luống huệ sau dãy nhà tập thể. Cái hình ảnh ấy in sâu trong trí óc Thông, khiến mỗi khi múc nước tưới rau hoặc cầm xẻng xúc đất, Thông đều nghĩ ngay đến lời dặn của cha. Đồng thời, anh cũng nhớ đến ông bà Thứ là người đã để lại cho anh khu vườn thật đẹp. Nghĩ tới cha Hảo, tự nhiên Thông thấy lòng mình trùng xuống như cái vết thương đang âm ỉ mà chữa mãi không lành. Cha Hảo rời trại đã mấy tháng, để lại bao nhiêu thương nhớ. Câu chuyện tin đồn giữa cha và con bé Phương được Thông và bà Quản Vọng dàn xếp êm đẹp, không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nhưng đó cũng chỉ là bề mặt, dù muốn dù không, cha vẫn buồn, vẫn mang cái tỉ vết khắc sâu trong tim, làm ô uế phần nào con đường tu hành ngay thẳng của cha. Cho nên nhân dịp tòa giám mục cần tuyển một số linh mục để bổ sung cho nha tu ý Công giáo đang thời kỳ phát triển, cha Hảo tình nguyện xin đi ngay. Cha nghĩ vào quân đội phục vụ binh sĩ ngay trên chiến trường có lẽ phù hợp với cha hơn. Giáo sứ Thánh Giuse tổ chức lễ tiễn đưa thật rầm rộ tại sân nhà thờ. Các bà, các cô khóc như mưa, làm lũ học trò cũng mủi lòng rơi nước mắt theo. Tất cả đều lưu luyến người cha tinh thần đã hết lòng với họ từ buổi đầu xây dựng trại. Thông dĩ nhiên càng không ngăn được dòng lệ. Anh đại diện toàn trại, đọc bài diễn văn tiễn biệt, có hai trang giấy học trò mà cứ phải ngừng lại đến mấy lần để lau nước mắt. Hội Thánh Giuse lao công tập họp đầy đủ, gom tiền mua quà lưu niệm trao tặng cha Hảo, gồm chiếc áo lễ và bộ đồ nhà binh. Cả ngàn người hiện diện hôm ấy, có lẽ chỉ một mình trưởng ấp Quỳnh là hả hê hơn cả. Ông đứng xa xa, nhìn lên khán đài, đưa tay khoan khoái xoa cằm, trong khi cái Phương thì xúc động quá, ngồi thụp trên sân cỏ, gục mặt xuống khóc trên hai đầu gối. Cha Hảo đi rồi, Thông ít lên nhà xứ, mặc dầu cha Xuân lúc này càng cần anh hơn. Với cha Xuân, dù gặp thường xuyên, Thông vẫn thấy có cái gì xa cách. Chắc là vì cha quá lớn tuổi, lại luôn luôn nghiêm nghị, không ai tự cảm thấy có thể gần gũi được. Hết giờ dạy học, Thông về nhà ngay, và chỉ khi nào cha bảo bỏ già xuống gọi, anh mới chạy lên trình diện. Đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì bỗng bên nhà hàng xóm có tiếng cười con gái cất lên trong trẻo. Thông nhướng mắt nhìn sang, mặc dù không cần nhìn,
anh cũng biết đó là cô Trâm, con gái lớn ông bà Đoàn Cảnh, đang đứng bên cạnh bờ giếng nói chuyện với hai cậu em trai vừa đi thả lưới ngoài sông về. Cô vui vẻ bảo: Trời ơi, ra ngồi phơi nắng ngoài ấy từ sáng tới giờ mà chỉ được có mấy con bằng ngón tay thế này à, chả đủ một bữa. Hai cậu em mặc sơ mi cũ, quần đùi đen, đội nón vải, đứng tựa vào thành giếng và lắc đầu mệt mỏi đáp: Hôm nay chả hiểu trái gió trở trời thế nào mà cá trốn biệt cả. Mọi khi chúng em có bao giờ về tay không như thế này đâu. Trâm tội nghiệp bảo: Thôi đi tắm đi, tao hái tạp ít rau lang, luộc thêm tương cũng được. Nhà có sẵn cả muối, ăn qua loa cho xong bữa. Ăn qua loa cho xong bữa là câu mà thông thường nghe cô nói hoặc với mẹ hoặc với các em. Ra cái điều không chú ý lắm đến việc ăn uống. Nhưng kỳ thực, dù có muốn chú ý cũng chả có gì mà ăn. Rau cỏ thì quanh năm chỉ có mấy thứ hái trong vườn. Lâu lâu hai cậu em câu được vài con cá đem kho mặn với khế chua đã coi là thịnh soạn rồi. Đi làm mướn được bao nhiêu thì cả nhà cùng cố dành dụm để tính chuyện mai kia bỏ trại định cư, lập nghiệp nơi khác. Thành ra từ bố mẹ đến con cái đều coi cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ, là chờ thời mà thôi. Nói dứt lời, Trâm lấy cái rổ úp trên chậu bát và len lỏi ra vườn. Ranh giới giữa nhà cô và nhà Thông chỉ là cái hàng rào cắm bằng những thân cây sắn khô. Để những dây đậu đũa leo lên, Trâm rẽ luống lang tiến lại dần phía Thông, nhưng dĩ nhiên không trông thấy Thông đang đứng khuất dưới giàn mướp. Cô mặc áo cánh nâu, quần đen, tóc thả xuống ngang lưng. Cô có cái dáng thanh thanh, cao vừa tầm, và trên khuôn mặt trái xoan nổi bật nhất là đôi mắt rất tinh anh. Cô cắp cái rổ vào cạnh sườn, đứng tần ngần nhìn luống lang dưới chân, rồi lại tỏ ý lưỡng lự ngó những dây đậu đũa leo lên thưa thớt trên hàng rào. Ăn rau lang luộc thường xuyên, chắc cô đã chán ngấy, mà hái đậu đũa thì đậu chưa lớn hẳn, khiến cô thấy tiếc. Thông đoán như thế, cho nên anh đưa tay ngắt vội ba quả mướp đẹp nhất và tiến lại phía Trâm. Anh đưa ba trái mướp ra và ung dung bảo: Biếu cô, gọi là cây nhà lá vườn, cô nấu bát canh mời hai bác xơi. Trâm giật mình nhìn Thông, ánh mắt không giấu nổi nét bối rối pha lẫn vui mừng. Cô cảm động lắm, cảm động không phải vì trị giá của món quà, mà vì tuy ở sát nhà nhau nhưng rất ít khi Thông nói chuyện với cô hoặc bất cứ người nào trong gia đình cô. Cô có cảm tưởng Thông không được phép gặp cô chỉ vì cô không phải là người đồng đạo. Ngày ngày cô thấy trong vườn hay ngoài sân, bất đắc dĩ không tránh mặt được, thì mức xã giao tối đa của Thông vẫn chỉ là gật đầu mỉm cười hoặc thăm hỏi một vài câu thủ tục tối cần mà thôi. Hôm nay tự dưng Thông phá lệ tặng cô tới ba trái mướp, khiến cô ngơ ngác không hiểu tại sao. Cô ấp úng nói: Dạ cảm ơn anh có lòng, nhưng mà em không dám nhận đâu, bố mẹ em mắng chết. Thông cười thoải mái: Cô ạ, cô đang cần rau để nấu cơm chiều, mà tôi thì chỉ có một mình. Mướp, bí, rau, cải, thứ nào cũng nhiều cả, cho nên tôi mới mời cô. Trâm ngạc nhiên nhìn Thông hỏi lại: Sao anh biết là em đang cần rau, anh Tài nhỉ? Thông vui vẻ giải thích: Tại tôi thấy cô cứ hết nhìn luống lang, lại nhìn dàn đậu đũa, lưỡng lự không biết hái thứ nào. Trâm ngượng ngùng đáp: Vâng, quả có thế. Vườn nhà em thì chả sánh bằng một góc vườn nhà anh. Lạ thật, bên anh rồng thứ gì cũng tốt. Có phải tôi trồng đâu cô, ông bà thứ đấy. Tôi nghe người ta bảo là trồng cây thì cũng giống như câu cá, là phải có tay cô ạ. Cô để ý mà xem, có người ra bờ sông hễ cứ thả cần câu xuống là có cá đến đớp ngay, mà có người thì ngồi cả ngày rồi lại về không. Trồng cây cũng thế, có người trồng cây gì cũng xanh tốt, chẳng hạn như ông Thứ. Ngược lại có người trồng cây gì thì cũng cằn cỗi. Trâm mỉm cười chen vào: Chẳng hạn như em nè, cái gì chứ trồng cây thì em vụng lắm, mẹ em cứ mắng suốt ngày. Thông sực nhớ ra một câu chuyện cũ xảy ra đã cả 2 tháng. Anh nhìn xuống chân Trâm và đột ngột hỏi: Hôm nọ cô gánh nước tưới rau bị ngã ở bờ giếng, có sao không cô? Nghe bảo là cô bị chật mắt cá chân, phải bóp thuốc cơ mà. Trâm mở to mắt nhìn Thông, nhưng chưa kịp trả lời thì Thông lại thêm:
Nhưng mà chắc bây giờ thì khỏi hẳn rồi, vì tôi thấy cô đi lại bình thường. Thôi tôi cũng mừng cho cô. Trâm mỉm cười bẽn lẽn cúi xuống. Câu nói của Thông chứng tỏ rằng Thông vẫn thường hay nhìn trộm cô, hay đúng hơn là theo dõi mọi động tác của cô. Điều đó có nghĩa là Thông đã chú ý tới cô từ lâu mà cô không biết. Nghĩ thế, cô chìa cái rổ ra trước mặt và nói: "Vâng, anh lỡ hái rồi thì em xin anh ạ." Giọng Trâm đã hoàn toàn trở lại điềm tĩnh, pha lẫn chút ý nhị của cô gái tuổi đôi mươi lần đầu tiên thoáng thấy rung động. Mẹ cô nói đúng, cứ ở đây thì cô sẽ ế đến già, bởi thanh niên trong trại không ai dám làm quen với cô. Thông là người đàn ông đầu tiên tiếp xúc với cô lâu như thế này, nghĩa là đến mấy phút đồng hồ. Cô cầm một trái mướp lên và nói: "Dạ, mướp non quá, em cảm ơn anh ạ." Thông gật đầu toan quay gót thì Trâm lại gợi chuyện: "Dạ, dạo trước ông bà Thứ còn ở đây nè, chả bao giờ ông bà ấy dám nói chuyện với gia đình em. Hàng xóm láng giềng mà lạnh nhạt, cứ như là người dưng nước lã ấy. Có lần mẹ em bảo là em bưng sang biếu ông bà đĩa xôi, ông bà ấy giả lại, bảo là người có đạo thì không được phép ăn đồ cúng. Thế có đúng là đạo của anh cấm ăn đồ cúng không hả?" Thông gật đầu: "À, đúng, nhưng mà không nói một cách đơn giản như thế được. Để khi nào có thì giờ tôi sẽ giải thích cho cô nghe những thứ gì giáo hội cấm và tại sao lại cấm. Nó phải có lý do chứ cô. Luật của giáo hội mà vô lý thì làm sao giáo hội tồn tại được gần 2000 năm nay. Nhưng mà thôi, bỏ chuyện ấy đi. Nói vắn tắt quá thì cô sẽ chỉ càng hiểu lầm mà thôi." Trâm gật đầu đồng ý. Tuy chỉ mới trao đổi vài câu với Thông, cô đã thấy Thông là người rất cởi mở, dễ tạo sự gần gũi, khác hẳn ông bà Thứ ngày trước ở đây, nhìn gia đình cô bằng ánh mắt xa lạ, khiến cha mẹ cô rất ác cảm với người Công giáo vì cho rằng họ sống trong một thế giới riêng biệt, không có tình nghĩa đồng bào. Hôm nay Thông đang giúp cô thay đổi thành kiến vì cô thấy Thông không giống ông bà Thứ và những gia đình lân cận khác. Cô mạnh dạn nói: "Anh bảo bỏ chuyện ấy đi thì bây giờ nói chuyện gì?" Tuy hỏi thế nhưng cô lại tinh nghịch quay lại đề tài cũ. "Quên, em phải giả lại anh mấy quả mướp này mới được. Bên đạo cấm thức ăn của bên lương, thì bên lương cũng cấm ăn thức ăn của bên đạo. Như thế mới công bằng chứ." "Tôi đã bảo là cô bỏ chuyện ấy đi cơ mà." Trâm chưa buông tha, dường như cô vẫn ấm ức chuyện này từ lâu rồi. Ấm ức vì thái độ lạnh lùng gần như thù nghịch của ông bà Thứ ngày trước đối với gia đình cô. Cho nên hôm nay gặp Thông, thấy Thông có vẻ phóng khoáng, cô muốn cật vấn cho ra lẽ. Thông nhớ hôm đầu dọn đến căn nhà này, anh sang chào khắp lượt hàng xóm. Anh có gặp Trâm, nhưng không nói với nhau lời nào. Ở gần bên nhau đã nửa năm, mà bữa nay mới là lần đầu hai người gặp riêng. Trâm chậm rãi nói: "Em hỏi anh cái này nhé, anh cho em 3 quả mướp, em đem về nấu canh, rồi em sang em biếu anh một bát. Như thế là anh có được phép ăn hay là không? Ông bà Thứ bảo em á, là người có đạo không có ăn chung với người ngoại đạo. Mướp á, thì là mướp của anh, nhưng mà em nấu rồi, em cho là anh. Trong trường hợp đó thì anh có quyền được ăn không? Nếu mà anh ăn á, thì mấy quả mướp là mướp bên lương hay là mướp bên đạo?" Thông chố mắt nhìn Trâm kinh ngạc vì không ngờ cô hàng xóm nghĩ ra một câu hỏi khúc mắc đó để bắt bẻ anh ngay trong lần đầu tiếp xúc. Anh cười bảo: "Tôi xin khất cô để lúc khác trả lời được không? Tôi áng chừng là cả nhà đang đợi cô mang rau vào để nấu cơm. Tôi giữ cô ngoài này cả nhà bị bỏ đói. Thôi cô vào nấu cơm đi." Trâm gật đầu: "Thôi được rồi, em cho anh khất nhá. Nhưng mà anh khất đến bao giờ?" "Ngày mai thôi đó. Chiều mai anh ra đây, em cần hỏi anh thêm một vài câu nữa." Trâm chưa nói dứt câu đã nghe tiếng bà mẹ gọi từ trong bếp: "Sao mà bếp núc nó lạnh tanh lạnh ngắt như thế này? Cái Trâm nó đâu rồi?" Bà mẹ đi làm cả ngày chắc hẳn đã đói bụng rồi. Nghĩ thế, Trâm vội chào Thông, cảm ơn một lần nữa và chạy vào bếp. Thông cũng trở vô nhà, lòng lâng lâng một chút tình cảm nhẹ nhàng, khiến anh vừa nhóm lửa, vừa vui miệng hát nho nhỏ bài "Cô láng giềng" của Hoàng Quý. Nhưng anh mới hát được vài câu thì có tiếng gọi ngoài sân. Anh vội vã chạy ra và thấy cậu em của Trâm đứng đó với 3 trái mướp trên tay, rụt rè bảo anh:
Bố em bảo em mang sang giả lại anh. Cảm ơn anh có lòng tốt, nhưng mà quả thật gia đình chúng em không dám nhận ạ. Thông đưa tay đỡ mấy trái mướp, á khẩu không biết nói gì. Thằng em Trâm cúi chào rồi chạy về. Thông thừa người ngồi bệt xuống bậc cửa, lòng bỗng dâng lên mối uất hận bừng bừng vì thái độ thù nghịch của ông Đoàn Cảnh. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cơn giận từ từ giảm, vì cứ như lời kể của Trâm thì sự xa cách này khởi sự là do ông bà Thứ gây nên, chứ không phải là lỗi từ gia đình Trâm. Mà xét cho cùng thì ông bà Thứ cũng chẳng phải là những người khó tính, mà chẳng qua là vì niềm tin tôn giáo quá bảo thủ, hơi một tí là sợ tội, cho nên mới lạnh nhạt với những người khác tín ngưỡng. Thông thở dài đứng dậy, cầm ba trái mướp vào bếp. Ngọn lửa lúc nãy mới nhóm, chưa kịp bén củi, Thông lại phải bật diêm châm lại. Anh ngồi trầm ngâm, hững hờ đẩy củi vào bếp, nhớ lại những trang giáo sử phức tạp mà anh đã đọc. Giáo hội Công giáo trải gần 2.000 năm, lan rộng trên toàn cầu, đã có những giai đoạn bị lẫn lộn giữa đạo và đời, giữa thần quyền với thế quyền, khiến người ngoại đạo nhìn vào và hiểu lầm cách sống của người Công giáo. Anh quay nhìn ba quả mướp ông bà Đoàn Cảnh vừa trả lại, vứt lăn lóc bên cạnh đống củi, lòng thấy nao nao buồn và tự dưng cảm thấy mình có bổn phận phải sang nói chuyện với gia đình Trâm để giải tỏa hết những hiểu lầm có thể đã do ông bà Thứ gây nên trước đây. Nhìn ngọn lửa bập bùng, Thông nhớ lại mẩu đối thoại với Trâm lúc nãy ngoài hàng rào, hình dung ra những bực bội mà cả nhà nàng phải chịu đựng mấy năm bên cạnh ông bà Thứ. Lòng anh nguội hẳn, không còn giận ông Đoàn Cảnh nữa. Ăn cơm xong, Thông ra giếng tắm thay bộ quần áo mới rồi vòng lối trước sang nhà ông Cảnh. Anh thấy cần phải nói chuyện với cả gia đình để tạo sự thông cảm và xóa đi những ngộ nhận về sự khác biệt tôn giáo. Anh hồi hộp bước lên thềm, đưa tay vuốt lại mái tóc trước khi cất tiếng gọi. Cửa vẫn mở, chỉ có tấm mảnh lung lay theo gió. Bên trong đã lên đèn và Thông nghe tiếng ông Cảnh đang nói chuyện với bà vợ. Thông ho nhẹ một tiếng rồi lớn giọng: Ông bà có nhà không ạ? Tôi là Thông đây ạ. Tiếng ông Cảnh ngừng bặt, rồi đứa em út của Trâm, thằng Thế, chạy nhanh ra vén mảnh, chố mắt nhìn Thông. Tuy biết là Thông, nhưng ông Cảnh vẫn làm bộ hỏi vọng ra. Ai thế hả con? Thế ngoái cổ lại nói lớn. Thưa thầy, ông Thông bên hàng xóm ạ. Bà Cảnh từ từ tiến ra đón khách bằng giọng dè dặt. Chào cậu, mời cậu ngồi chơi. Thông không chờ lời mời thứ hai, anh thản nhiên bước ngay vào nhà, cất tiếng chào chung mọi người, rồi ngồi xuống cái ghế đối diện ông Cảnh. Trâm từ trong buồng bước ra, gật đầu chào Thông, rồi cùng với hai cậu em ngồi xuống mép cái giường che kê sát vách. Bà Cảnh thì rón rén tiến lại ngồi bên chồng, mở to mắt nhìn Thông kinh ngạc. Việc Thông ghé thăm đêm nay là một biến cố bất ngờ khiến cả nhà cùng hoang mang chờ đợi. Không biết Thông định giở trò gì. Để đỡ trống trải, ông Cảnh kéo cái điếu bát lại trước mặt, chậm rãi mở hộp thuốc lào viên một bi nhét vào nõ. Bà Cảnh thì lật ngửa mấy cái cốc thủy tinh, rót nước mời khách. Thông khoan thai nhập đề. Cháu dọn về đây đã cả nửa năm mà bận việc quá chỉ mới sang chào ông bà được có một lần. Hàng xóm láng giềng mà như thế này thì cũng không phải tí nào. Xin ông bà thứ lỗi cho. Hôm nay cháu sang thăm ông bà với lại các cô các cậu. Trước là để làm quen. Sau nữa là để mong ông bà hiểu cho rằng cháu lúc nào cũng quý mến gia đình nhà ta. Bởi vì cháu tin rằng tôn giáo không phải là cái hàng rào ngăn cách giữa những người đồng bào với nhau. Ông Đoàn Cảnh ngồi im, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ ngờ vực. Nhưng bà Cảnh và các con, nhất là Trâm, thì vô cùng hoan hỷ. Bà xoa tay đỡ lời Thông. Thưa cảm ơn cậu giáo. Cậu giáo nói như thế thì thật là quý hóa quá. Chúng tôi nghe mà nó cứ mát cả ruột. Chả giấu gì cậu giáo. Cái ông bà Thứ ở đây mấy năm rồi, cứ xem chúng tôi như là thù nghịch.
cứ gọi chúng tôi là cái quân ngoại đạo, là con cái ma quỷ. Trời ơi, chúng tôi nhịn lắm cậu giáo ơi, trăm cây nghìn đắng mà chả nói với ai được cái câu nào. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Cậu giáo tha lỗi cho nhá. Chúng tôi thì ít học thật đấy, nhưng mà cứ nghĩ rằng đạo ai thì người nấy giữ, chứa vị tất người có đạo mà đã ăn ngay ở lành hơn là người bên lương. Bà đang nói ngon chớn, giọng run run xúc động thì bị cô con gái cắt ngang. Trâm tuy đồng ý với mẹ, nhưng thấy rõ mẹ đang đi quá đà, nên vội hắng giọng làm hiệu nhắc mẹ ngừng lại. Ông Đoàn Cảnh bấy giờ mới lên tiếng và không giấu nổi cái ý hờn dỗi. À, hồi chiều cậu có cho con Trâm nhà tôi mấy quả mướp. Cảm ơn cậu có lòng tốt, nhưng mà tôi nhớ lại là cái dạo trước thì ông bà Thứ bảo chúng tôi là bên lương bên giáo không được phép ăn chung với nhau. Thành ra tôi bắt các con tôi nó đem giả lại để cậu khỏi lỗi phép đạo của cậu. Thông điềm tĩnh phân trần. Dạ thưa hai bác, đạo Công giáo truyền vào nước ta cùng lúc với phong trào thực dân đánh chiếm thuộc địa. Thành ra ít nhiều cũng bị lợi dụng, bị chính trị hóa. Huống chi cái sự phân biệt lương giáo khởi sự là do triều đình cấm đạo, gây nên cái hố chia rẽ cho đến ngày nay. Nói tóm lại thì lúc đạo Công giáo còn yếu thì triều đình bách hại, mà lúc triều đình yếu thì Pháp lại dung dưỡng quá đáng một số người Công giáo. Cho nên lương giáo khó tránh khỏi cái khoảng cách phân chia. Xét cho cùng thì sở dĩ có tình trạng này là do lỗi ở thực dân Pháp và ở sự hẹp hòi của vua quan triều Nguyễn mà thôi. Nhưng thưa với hai bác, nói ra thì dài dòng quá. Cháu xin để dịp khác. Hôm nay cháu sang đây chỉ để thăm sức khỏe hai bác và các cô các cậu mà thôi. Bà Cảnh hài lòng đẩy cốc nước trà lại phía Thông và ân cần. Vâng, thế thì mời cậu xơi nước. Cậu có lòng như thế để chúng tôi mừng lắm. Rồi bà đổi đề tài, hỏi thăm Thông những chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống, về tương lai trại định cư nói chung và hàng loạt những câu hỏi vớ vẩn khác để tạo nhịp cầu thân quen. Các con bà lúc đầu còn dè dặt, về sau cũng hăng hái tham gia trao đổi. Chỉ riêng ông Đoàn Cảnh thì vẫn là người ít nói nhất, vì mặc cảm kỳ thị chưa xóa hẳn được trong lòng ông. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, Thông đứng dậy cáo từ, lòng thấy nhẹ nhàng vì coi như hoàn tất chuyến công du thắng lợi. Mấy mẹ con tiễn anh ra cửa, đứng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn trong sân mới quay vào. Từ buổi sơ giao ấy, Thông thấy mình gần gũi với nhà ông Đoàn Cảnh hơn, đặc biệt là với Trâm. Anh cảm thông nỗi cô đơn của gia đình hàng xóm ngoại đạo này, nên mỗi khi ra vườn trông thấy bất cứ ai, anh cũng niềm nở cất tiếng chào và thăm hỏi vài câu xã giao. Mỗi khi đứng tắm hay nấu cơm, Thông thường nghêu ngao hát vài câu trong bài Cô Láng Giềng, mặc dầu trái tim anh chưa có chút gì sâu đậm với Trâm. Lắm lúc anh giật mình bỏ dở câu hát và phì cười tự trách mình ngớ ngẩn. Trong trại này có biết bao nhiêu cô gái mong ước được anh để ý, mà anh vẫn lẳng lơ như con thuyền chưa có bến đậu. Cái đào con bà Quản Vọng mới 16 tuổi, kiếm cớ đến thăm anh mấy lần mà anh cứ lờ đi. Cái Phương con trưởng ấp Quỳnh, sau lần anh cứu cho thoát khỏi trận đánh hội đồng của bà Quản Vọng, cũng ghé nhà Thông 2-3 lần để cảm ơn, mà anh vẫn dửng dưng. Còn biết bao nhiêu cô nữa trong ca đoàn mà anh biết là rất nặng tình, chờ anh ngỏ ý. Thế mà lạ quá, dường như anh chả chú ý đến ai. Tất cả đều mờ nhạt bên cạnh Trâm. Hay là cái số của anh chỉ thích người hàng xóm? Dạo trước anh đã từng điêu đứng vì Quyên ở sát vách, bây giờ không khéo anh lại sắp lao vào cuộc tình với Trâm ở bên kia hàng rào. Thank you.
Từ hôm sang thăm xã giao gia đình ông Đoàn Cảnh, Thông để ý thấy Trâm ra đầu nhà thường xuyên hơn, nhặt gạo, chẻ củi, vặt rau, giặt giũ. Nói chung mọi công việc lặt vặt đáng lẽ có thể làm trong nhà hay trước hiên, Trâm đều chuyển ra đầu nhà để tạo cơ hội gặp Thông nhiều hơn. Cũng có hôm chả có việc gì, Trâm vẫn ra giả vờ nhặt cái này vơ cái kia, hoặc mon men ra luống lang làm bộ xới đất xem củ khoai đã lớn chưa. Cô nắm vững thời khóa biểu thường nhật của Thông, cho nên cô biết lúc nào hai người có thể thấy nhau hoặc trao đổi với nhau vài câu cho đỡ nhớ. Cũng có thể từ trước tới nay Trâm vẫn có mặt thường xuyên ở đầu nhà, nhưng Thông không chú ý. Bây giờ vì anh hay nhìn qua nên mới hay thấy cô ở đó. Dĩ nhiên cô cũng ăn mặc trải chuốt hơn đôi chút để tạo sự chú ý cho Thông và để phù hợp với nỗi rung động nhẹ nhàng vừa chớm nở trong lòng cô. Mấy năm sống lạc lõng ở đây, cô thấy phí phạm những ngày tươi đẹp nhất của tuổi dậy thì. Bây giờ đã hơn 20 tuổi, cô mới quen người đàn ông đầu tiên là Thông. Dù chả biết giao tình có đi đến đâu không, nhưng nhất thời cô vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng vì đã có đối tượng để chờ mong từng ngày. Những trái bầu, trái bí và nhiều loại rau từ bên vườn nhà Thông đưa sang, Trâm không từ khước nữa, mà ngay cả ông Đoàn Cảnh xem chừng cũng chẳng phản đối. Có hôm Trâm đứng lại ở hàng rào nói chuyện khá lâu với Thông. Ông bố ngồi trong nhà ngó qua cửa sổ, ánh mắt nặng trĩu ưu tư nhưng không có ý kiến gì. Mẹ Trâm và hai cậu em thì cởi mở hơn, thấy Thông giao tiếp với Trâm, cả ba đều vui mừng vì ít ra cũng có được người hàng xóm thân thiện. Để thử lại thái độ của Thông xem anh có giống như ông bà Thứ trước đây không, bà Cảnh bảo Trâm bưng sang biếu Thông một đĩa xôi gấc. Cô hiên ngang vào lối chính chứ không phải đứng thập thò bên hàng rào nữa. Thông mời cô ngồi ở bàn viết vì anh đang chấm bài cho học trò. Cô đặt đĩa xôi trước mặt anh và nói: Thầy mẹ em sai em sang biếu anh, chả có bao nhiêu nhưng mà mời anh ăn lấy thảo. Dứt lời, cô đăm đăm nhìn Thông chờ đợi. Trước cặp mắt ngạc nhiên, Thông vui vẻ đỡ lấy, cảm ơn và véo ngay một miếng lớn đưa lên miệng nhai ngon lành. Chờ anh nuốt xong, Trâm mới bảo: Xôi cúng đấy, người Công giáo cấm ăn đồ cúng mà. Sao anh chưa hỏi em mà dám ăn vậy? Thông phì cười bốc thêm một nắm nữa và đáp: Tôi biết là cô thử tôi. Tôi biết trước cho nên tôi mới ăn ngay trước mặt cô. Trâm nghiêng đầu hỏi lại: Anh không sợ tội à? Thông điềm tĩnh giải thích bằng giọng nhẹ nhàng, có pha lẫn nụ cười cho câu chuyện nhẹ bớt. Tôi không cố ý giảng đạo cho cô nghe đâu, nhưng mà cô cứ nhắc mãi mà tôi chắc là cả gia đình cô đều còn ấm ức về cái chuyện ông bà Thứ không nhận đĩa xôi cúng của bố mẹ cô. Nên tôi xin nói vắn tắt như thế này để cô thông cảm. Bên đạo chúng tôi khuyên giáo dân không ăn đồ cúng là điều có thật, nhưng cô cần hiểu lý do tại sao như vậy. Là bởi vì trong 10 điều răn của Chúa thì điều răn thứ nhất là chỉ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi. Xã hội thời xưa con người còn kém văn minh nên thường tin dị đoan. Ở những xã hội chậm tiến như nước ta thì ngay cả thời nay đấy, nhiều người vẫn tin dị đoan. Cô thấy đấy, họ thờ đủ mọi thứ thần thánh, kể cả những kẻ giả mạo, tự xưng là giáo chủ. Chính vì thế mà giáo hội Công giáo luôn luôn nhắc lại điều răn thứ nhất là chỉ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi. Đại khái như thế, tôi không hiểu là cô có hiểu được không? Trâm gật đầu. Em hiểu chứ, nhưng mà bên đạo cấm cả thờ cúng ông bà cha mẹ hay sao? Thông buông cây bút đỏ xuống bàn và ưỡn người cười. Sao cô lại nói thế? Điều răn thứ 4 của Chúa dạy rằng phải thảo kính cha mẹ. Như vậy thì đối với người Công giáo đó, cái việc mà có hiếu với cha mẹ không phải là một lời khuyên đâu cô, mà là một giới răn. Có nghĩa là một mệnh lệnh, nếu vi phạm tức là mắc trọng tội. Người ta hay hiểu lầm là bên đạo lơ là chữ hiếu, đó là một sự nhầm lẫn rất là quan trọng. Từ hàng ngàn năm xưa khi Chúa truyền dạy 10 điều răn, đã có ghi điều thứ 4 là phải hiếu thảo với cha mẹ. Như thế thì chẳng những đạo Công giáo không ngăn cản việc báo hiếu, mà ngược lại còn bắt tín đồ phải báo hiếu cha mẹ mới đúng luật của Thiên Chúa. Nói chung thì giáo hội không bao giờ ngăn cấm những phong tục tập quán của từng quốc gia, nhưng chống lại những điều mê tín dị đoan hoặc là
thờ kính những thần thánh nhảm nhí mà thôi. Nhưng mà thôi cô ạ, tôi nói nhiều quá chắc sắp làm cô nhức đầu bây giờ. Hôm nay cô sang thăm lần đầu tiên, không nhẽ bắt cô ngồi đây mà nghe tôi nói về đạo. Trâm đáp. Tại em muốn nghe đấy chứ. Tuy nói thế nhưng cô đứng dậy ngay, đi quanh nhà, nhìn ngắm từng góc cạnh và trầm trồ khen. Anh ở nhà một mình mà gọn gàng quá. Thế này thì chắc chả cần lấy vợ làm gì. Cô nói đúng đấy, chính vì thế mà tôi cứ thích sống một mình. Rồi Thông đột ngột đổi đề tài, xô ghế đứng dậy và bảo. Chết chửa, quên không mời cô uống nước. Khách quý sang thăm mà thế này thì vô phép quá. Cô ngồi tạm đây nhé, để tôi xuống bếp đun nước pha trà. Trâm vội ngăn lại. Ê thôi thôi, ai dám làm phiền anh như thế. Em phải về bây giờ. Thông phân trần. Năm ngoái xuống Sài Gòn mua được cái phích đẹp lắm, nhưng mà hóa ra là hàng giả cô ạ. Đổ nước sôi vào chưa đầy nửa ngày đã nguội ngắt. Thành ra hay là mời cô uống tạm cốc nước chè nguội vậy. Vừa nói Thông vừa nhấc cái bình tích trong ấm ủ, rót ra ly và đẩy về phía Trâm. Cô nói cám ơn rồi bưng ly nước nhấp một ngụm nhỏ. Cô đặt tách nước xuống và hỏi. Em nghe đồn là anh cũng có ý định bỏ chạy, phải không anh? Thông ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại. Ơ, ai bảo cô thế? Lạ thật, ai cũng hỏi tôi câu này. Giọng Trâm buồn rầu. Thì em nghe loáng thoáng thế thôi. Người ta bảo là thầy Thông sắp xuống Sài Gòn học để mai kia ra làm quan. Mà em đoán thì người ta chắc nói đúng đấy. Người tài cao học rộng như anh thì ở đây làm cái gì? Thông lắc đầu. Tôi chưa có ý định gì cả. Hiện bây giờ thì tôi rất hài lòng cuộc sống ở đây. Thiên hạ cứ chê là tôi chẳng có óc tiến thủ. Nhưng mà tôi không cần. Tất cả đều do Chúa sắp đặt. Trâm gật đầu an tâm vì thấy Thông không bỏ đi như tin đồn. Im lặng một chút, Trâm nói. Anh bảo là anh thích sống một mình. Nhưng mà dạo trước á, em nghe đồn là anh có quen cái chị gì ở chung nhà với anh á. Rồi các linh mục không chịu làm phép cưới cho anh ở nhà thờ. Vì chị ấy có chồng ở ngoài Bắc, cho nên chị ấy bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Có đúng thế không? Thông trố mắt nhìn Trâm kinh ngạc. Anh cứ yên chí gia đình ông Đoàn Cảnh sống bên lề cái thế giới biệt lập của xóm đạo, hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện diễn ra trong giáo xứ. Hóa ra anh lầm. Cô hàng xóm quanh năm không ra khỏi nhà, chả hiểu tại sao cũng dành cả chuyện tình cũ của Thông. Phải chăng Trâm đã để ý đến anh từ lâu? Anh nhìn Trâm ngơ ngác hỏi. Ơ hay, sao cô biết chuyện này? Trâm mỉm cười. Em còn biết nhiều chuyện khác nữa chứ chẳng phải là chuyện riêng của anh đâu. Nhiều chuyện khác? Chẳng hạn như chuyện gì? Thì chẳng hạn như là chuyện thầy phán với cô Mai á. Thông thấy choáng váng rùng mình khi nghĩ ngay đến cái tin đồn về cha Hảo và con bé Phương mà anh đã dập tắt cách đây ít lâu. Là một tín đồ ngoan đạo, anh thấy có bổn phận phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù chẳng may có thật mà xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết. Trâm biết chuyện thầy phán với Mai đã là một nỗi đau đớn cho Thông rồi. Huống hồ nếu Trâm lại biết cả tin đồn về cha Hảo và cái Phương thì thật là một điều bất hạnh cho toàn trại. Cho nên anh âu lo hỏi. Thầy phán với cô Mai thì ai cũng biết rồi. Thầy ấy bây giờ là sĩ quan trường võ bị Đà Lạt. Nhưng mà ngoài chuyện ấy cô bảo cô còn biết nhiều chuyện khác nữa. Đâu đâu, cô chuyện gì nữa cô? Cô nói thử xem có đúng không? Trâm cười thoải mái. Thì chuyện của anh với cái chị gì có chồng đó. Em vừa mới nói xong á. Thông hơi an tâm nhưng vẫn hỏi thêm. Chuyện của tôi thì nói làm gì? Vậy mà cô bảo là cô biết nhiều chuyện. Tóm lại là cô chỉ biết có hai chuyện thôi. Chuyện thầy phán với chuyện của tôi chứ gì? Trâm gật đầu. Thông thở phào mừng rỡ, bưng cốc nước uống cạn. Trâm không nghe tin đồn về cha Hảo là anh hài lòng lắm rồi. Anh tò mò hỏi thêm. Mà sao cô giỏi vậy? Cô ở nhà suốt ngày mà cô cũng biết chuyện ngoài đường thì giỏi thật. Ai kể cho cô nghe vậy cô Trâm? Trâm chưa kịp đáp thì ngoài sân có tiếng nói lớn. Chị Trâm ơi, về bố gọi. Trâm vội vàng đứng dậy chào Thông và đi nhanh ra cửa. Thông bước theo sau ân cần dặn. Thỉnh thoảng mời cô sang chơi. Trâm lườm Thông, nói nhỏ nhưng ngầm trao một lời ước hẹn. Anh phải sang chơi nhà em mới được chứ. Em sang nhà anh thì làm sao được. Chỉ khi nào có việc, bố mẹ sai sang thì em mới dám sang. Nhưng mà có lẽ cũng chẳng cần.
À, vì ngày nào em chả gặp anh ngoài sân, như vậy là cũng được rồi ha. Thông tiễn chân châm ra cửa, ngạc nhiên một cách thích thú về câu nói tỏ tình khá lộ liễu của cô hàng xóm. Đứng trên hè, Thông hạ giọng nói nhỏ. Tôi hỏi thật cô cái này, bố cô vẫn còn ác cảm với tôi lắm phải không? Châm chớp mắt đáp bằng giọng ưu tư. Trước kia thì ác cảm lắm đấy. Nhưng mà bây giờ em nghĩ là 10 phần giảm được 7-8 rồi. Có điều là em luôn luôn tin rằng anh thừa sức làm bố em thay đổi hẳn về cái nhìn về anh. Nói đúng hơn là cái nhìn về đạo của anh ấy. Thôi em về nhé. Thông đứng nhìn theo Châm đi nhanh ra cổng. Anh chợt mỉm cười và tự nhủ. Việc gì mình phải thuyết phục ông Đoàn Cảnh. Ông ấy muốn nhìn đạo công giáo kiểu nào thì mặc kệ ông ấy. Tại sao Thông lại phải mất thì giờ giảng giải? Cùng với ý nghĩ ấy, Thông xoay người ngó nhanh sang phía nhà Châm, rồi quay vào ngồi chấm bài tiếp. Chàng ngồi cắn bút một lúc, đầu óc vẫn còn đang vơ vẩn nghĩ đến Châm, chồng vợ học trò chất cao trước mặt. Thì bỗng ở ngoài đường có tiếng xe đạp kính cong 2-3 lần như thúc giục. Anh quăng cây bút, đứng dậy nhìn ra thì thấy trưởng ấp Quỳnh vừa rẽ vào và dừng lại giữa sân. Thầy Thông ơi, có thư của thầy đây này, thư Sài Gòn. Thông mừng rỡ lao ra, Quỳnh lúc này đã trở lại thân thiết với Thông. Vì mới đây, ông có nhờ Thông viết hộ một bài diễn văn để đọc trong đại hội nông tín toàn quận. Và ai nghe cũng trầm trồ khen ngợi. Ông quận trưởng hân hoan bắt tay Quỳnh và bảo Quỳnh để lại bài phát biểu của Quỳnh để quận dùng làm tài liệu nghiên cứu. Quỳnh mừng hơn trúng số, nhưng khi về trại tuyệt nhiên không kể lại chuyện này với Thông vì bản tính Quỳnh vốn ngại khen người khác, sợ người ta lên mặt. Trong tương lai còn nhiều dịp Quỳnh sẽ phải cần đến Thông. Cho nên hễ làm được việc gì lặt vặt giúp Thông để mua chuộc cảm tình, Quỳnh đều không bỏ qua. Quỳnh vẫn ngồi trên yên, thòng một chân xuống đất, mồ hôi nhễ nhại trên mặt và ướt đẫm ngực áo. Thông chạy lại nhận chiếc phong bì nhỏ từ tay Quỳnh, liếc nhanh tên người gửi rồi ngẩng lên bảo Quỳnh. Vào uống cốc nước đã, thật mà, uống cốc nước cho đỡ khát. Quỳnh đưa bàn tay quạt mồ hôi trên trán rồi thở mạnh. Phải về ông ạ. Thôi để khi khác, họp từ sáng đến giờ trên xã, mệt đư cả người. Thông gật đầu, vâng, thế thì để lúc khác, cảm ơn ông nhiều lắm. Quỳnh nhoài người mở cái túi vải treo ở ghi đông xe, rút ra một tờ Thế Giới Tự Do trao cho Thông và bảo. Hôm nào lại đằng tôi bảo mẹ cái Phương đánh đĩa tiết canh vịt, nhân tiện kéo ông xã trưởng xuống đánh chén với bọn mình. Đàn vịt nhà tôi ăn lúc này thì vừa ngon. Dứt lời, Quỳnh chở đầu xe, dướn người đạp ra đường. Thông quay vào, xé vội lá thư ra xem. Lúc nãy nhìn thoáng địa chỉ, ghi trên góc trái phong bì. Thông hồi hộp, đoán là thư của Quyên, cho nên anh không níu kéo Quỳnh ở lại. Nhưng bây giờ bóc ra, anh mới biết người gửi là Mai, cô học trò cũ hiện làm thợ may và sống luôn Sài Gòn, từ sau biến cố thầy Phán. Từ ngày cha Hảo bỏ đi, Quỳnh giảm hẳn nỗi bực bội trong lòng. Tự dưng ông thấy chẳng còn ham muốn trở lại chức hội trưởng hội Thánh Giuse lao công nữa. Vai trò trưởng ấp bắt ông tốn nhiều thì giờ và càng ngày càng phải lo toan nhiều hơn. Bởi tình hình chính trị và an ninh trong xã có những dấu hiệu phức tạp, không còn bình lặng như 3 năm đầu di cư. Chiến dịch tố cộng của Ngô Tổng thống tuy đạt được nhiều thành tích lớn, nhưng để lại phản ứng dữ dội của du kích địa phương là gia tăng khủng bố và ám sát các viên chức hành chính, làm Quỳnh nhiều đêm mất ngủ. Được một điều may là Quỳnh ngưng hẳn việc sờ soạng cô con gái riêng của vợ. Lý do đơn giản là vì Phương đã có người đến coi mắt và nếu không có gì trở ngại thì năm tới cô sẽ về làm dâu nhà ông Chánh Thiết. Cuộc nhân duyên như thế kể cũng là môn đăng hộ đối. Một bên là người đứng đầu hội đồng giáo xứ,
một bên là trưởng ấp Tân Hạ, kết làm thông gia, thật xứng đôi vừa lứa. Thông có ghé ngỏ lời chúc mừng vợ chồng Quỳnh và nhất là mừng cho cô học trò ngoan của anh. Vợ Quỳnh và Cái Phương cảm động lắm, nhắc đi nhắc lại mãi cái ơn cứu tử ngày trước. Dạo trước không nhờ thầy thì Cái Phương nhà tôi giờ chắc cũng phải trốn biệt tích như là cái mai rồi. Vợ Quỳnh thường xoa tay lễ phép bày tỏ với Thông như vậy, và cứ lâu lâu lại sai con gái mang quả bánh sang biếu Thông, làm anh rất áy náy. Nhớ ơn Thông đã đành, vợ Quỳnh còn trả ơn cả cái đào con bà Quản Vọng nữa, bởi hôm ấy nó không lén sang báo tin thì Thông cũng đành bó tay. Vợ Quỳnh giục con gái đan cho đào chiếc áo thật đẹp, còn riêng chị thì tặng đào đến mấy đôi guốc, lôi đào ra chợ cho đào tự ý chọn kiểu. Chuyện của Phương như thế cũng là xong, Phương sắp lấy chồng, cuộc đời xuôi chảy là nhờ Phương thoát được trận đòn hội đồng sáng hôm đó. Nhưng mỗi lần nhớ đến việc này, Thông lại liên tưởng đến Mai và tội nghiệp cho Mai từ hôm ra đi, không dám về thăm trại. Bởi vậy, hôm đi theo cha Hảo xuống Sài Gòn, đáng lẽ quay về ngay, thì Thông chợt nảy ra ý định ghé thăm Mai. Sau khi ăn trưa với cha Hảo ở dòng Chúa Cứu Thế, Thông moi túi lấy cuốn sổ nhỏ tìm địa chỉ của Mai, rồi gọi xích lô máy bảo đưa lại đường Yên Đổ, ở cái khúc quanh thường xuyên lầy lội mà ngày ấy người ta gọi bằng cái tên bình dân là bến tắm ngựa. Từ ngoài đường ngó vào, Thông đã thấy Mai đang ngồi đạp máy may bên cạnh vài cô thợ cùng lứa tuổi. Thông dừng lại cạnh một gốc cây, ngần ngại muốn bỏ về. Anh thấy mình quá vô lý, tại sao lại ghé thăm Mai? Giả như tiệm may chỉ có một mình Mai thì anh cũng đỡ lúng túng. Đằng này, cả một đám con gái, lại thêm bà chủ mặt lạnh nhạt đứng cắt vải trên chiếc bàn rộng kê sát vách phía trong, làm Thông chùn bước. Nhưng đã lỡ rồi, anh thở mạnh lấy lại bình tĩnh và từ từ bước vào. Anh chưa kịp cất tiếng chào thì Mai đã nhìn thấy anh, vội vàng bỏ bàn máy đứng dậy, chạy lao ra và sửng sốt kêu lên: "Ôi, thầy Thông, Giê-xu Ma lại Chúa tôi." Thông chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu cười ngượng nghịu, tay trái anh buông thõng, ngón trỏ cào nhẹ nhẹ trên đùi qua lớp vải đắc rông cứng như tờ giấy. Tay phải anh xách chiếc cặp da đen trong đựng mấy cuốn sách đạo mới mua ở nhà sách Công giáo trước cửa dòng Chúa Cứu Thế. Anh đứng lóng ngóng giữa một khoảng trống nhỏ tráng xi măng bên cạnh cái kệ nhiều tầng đựng từng sấp vải đủ màu. Phía tường bên trong thấp thoáng sau những chiếc áo dài treo trên thanh gỗ ngang chờ khách đến lấy, Thông thấy tấm bảng hiệu khá lớn ghi hàng chữ màu xanh nước biển trên nền sơn trắng: Nhà may Thiên Trang, chuyên may áo dài và các loại y phục phụ nữ. Mai đã bước lại gần chỗ Thông đứng, nét mặt ửng hồng vì vui mừng và xúc động. Xa Mai hơn một năm, Thông thấy cô không thay đổi lắm, ngoại trừ một điểm là cái nét hồn nhiên của thời học trò dường như đã biến mất. Cả nhà theo tiếng chào của Mai nhất loạt ngừng tay ngẩng đầu nhìn Thông đăm đăm. Bà chủ ho nhẹ lên mấy tiếng, Mai vội quay vào giới thiệu: "Bác ơi, đây là thầy Thông của cháu, thầy dạy cháu thi tiểu học." Thông cúi đầu chào bà chủ, rồi để tránh cái nhìn soi mói của mọi người, anh thân mật nói: "Dạ thưa bà, tôi ở trại định cư Tân Hạ, xa lắm, chắc bà chả biết. Nhân tiện xuống Sài Gòn, gia đình cô Mai nhờ tôi ghé lại nhắn cô ấy có tí việc ạ." Bà chủ lịch sự đáp: "Không dám, chào thầy, mời thầy ngồi chơi tạm, cửa hàng bề bộn quá, thầy đừng cười nhé. Mai, cháu vào lấy nước ra mời thầy đi." Thông nhìn quanh nhưng không thấy có cái ghế nào cả, có lẽ chủ nhà chỉ mời theo thói quen mà không để ý. Anh nói: "Dạ cảm ơn bà, tôi vừa mới uống, không dám làm phiền bà. Bà cho phép tôi gặp cô Mai một tí, rồi có lẽ tôi phải đi ngay ạ." Chủ tiệm dễ dãi nói: "Vâng, xin thầy cứ tự nhiên." Thông bước lui mấy bước rồi quay ra cửa, Mai theo sau, hai người men theo hàng hiên, rẽ hẳn sang bên hông nhà, rồi mới đứng lại, khuất dưới một tàn cây đang mùa rợp lá. Mai mặc quần đen, áo cánh trắng ngắn tay, tóc mới uốn, để lộ cái phong cách khá tỉnh thành trên khuôn mặt trắng hồng không son phấn. Xưa kia lúc mới gian díu với thầy Phán, cô đã nổi tiếng đẹp nhất trong ca đoàn. Bây giờ về giữa thành phố, cô càng trở nên sắc sảo hơn, tuy đôi mắt vẫn không giấu được nét buồn rượu vợi. Nhìn Mai, cái hình ảnh đêm nào cô không mặc quần, ngồi ôm thầy Phán trên giường lại hiện về thật nhanh trong đầu Thông, làm anh vừa dạo dực vừa nuối tiếc. Rõ nét nhất là cái hôm Mai bị các bà lột quần áo, toàn thân chỉ còn chiếc quần lót, khoác vội cái sơ mi của Thông, bỏ chạy vào vườn sắn.
Thông vội xua ngay cái cảnh tượng tội lỗi đó đi bằng cách nói lảng một câu bâng quơ. Cứ tưởng tìm địa chỉ của Khô khó lắm, hóa ra là vừa nói cái là ông Xích Lô ông biết ngay. Gặp lại ông thầy cũ lại là ân nhân ngày trước, Mai mừng lắm. Chẳng bao giờ cô dám mơ ước thầy Thông hạ cố đến thăm cô. Điều này vượt quá sức mong đợi của cô. Nhưng nghe Thông bảo là gia đình Mai nhờ Thông xuất tìm, Mai tưởng thật nên lo lắng hỏi: Bố mẹ em nhờ thầy xuống gặp em có chuyện quan trọng phải không thầy? Thông vội xua tay cười trấn an: Không không, tôi ghé thăm cô thôi, chứ có việc gì đâu. Bố mẹ cô đâu có biết là tôi xuống gặp cô. Tôi phải nói tránh đi như vậy để người ta khỏi hiểu lầm. Cô lúc này vẫn mạnh khỏe đấy chứ? Mai thở phào mừng rỡ tíu tít nói: Vâng, em thì lúc nào chào khỏe. Thầy thấy đây này, thầy cũng thế, chả khác tí nào. Hôm nay thầy xuống Sài Gòn chắc là để mua sách hả thầy? Trại mình có gì lạ không thầy? Thông vui lây niềm vui của Mai, và vì vậy không còn cảm thấy hối hận đã đến thăm Mai. Bởi ít ra anh cũng đã mang lại được niềm vui trong chốc lát cho cô học trò cũ. Anh nói: Lạ thì chẳng có gì đáng gọi là lạ, chỉ có cha Hảo đổi đi. Chắc cô chưa biết tin, hôm nay tôi đi theo tiễn chân cha, rồi nhân tiện đến thăm cô. Mai tròn mắt hỏi lại: Ủa, cha Hảo đổi đi đâu? Có xứ khác hả thầy? Không, cha tình nguyện xin đi làm tuyên úy cho quân đội. Mai gật đầu không nói gì nữa. Cô khẽ nghiêng đầu lơ đãng nhìn ra con đường nhỏ, taxi, xe ngựa, xe đạp và người bộ hành qua lại chẳng lúc nào ngớt. Câu chuyện cha Hảo nhắc cô bao nhiêu kỷ niệm ở trại định cư làm lòng cô day dứt. Thông đoán được ý nghĩ của Mai nên hỏi: Từ hôm xuống đây cô có về thăm gia đình lần nào chưa? Mai bùi ngùi lắc đầu: Chưa thầy ơi, mẹ em có xuống thăm em hai bận thôi. Thông gật đầu rồi đưa bàn tay vỗ nhẹ lên trán. Ừ, cô nói tôi mới nhớ, hôm nọ mẹ cô có đem về cho tôi hai sấp vải cô gửi tặng. Cảm ơn cô rất nhiều, tôi đã may sơ mi và quần dài, đẹp lắm. Mai bỗng ngẩng lên nhìn Thông và nói bằng giọng hết sức tha thiết: Thầy có phải về ngay không thầy? Em ở đây em cô đơn lắm thầy ơi, chả có quen ai hết, lâu lắm mới được gặp thầy. Em mừng lắm, nếu mà thầy không vội, thầy ở lại đây với, chiều nay với em. Em mời thì đi ăn cơm, nói chuyện thầy nhé. Thông ngại quá, thực tình thì anh chỉ muốn tạt vào gặp Mai một chút để cảm ơn gói quà cô gửi cho anh cách đây mấy tháng, rồi ra đón xe đỏ trên đường Lê Văn Duyệt nối dài quốc lộ 1 theo hướng Tây Ninh trở về trại định cư. Nhưng nhìn ánh mắt van nài của Mai, nhất là nghe giọng nói khẩn khoản của cô, rồi lại hình dung ra bao nhiêu ngày tháng Mai cô quạnh vò võ giữa toàn người xa lạ, Thông thấy tội nghiệp, chớp mắt nhìn ra xa, phân vân chẳng biết trả lời thế nào. Mai lại giục: Thầy nhá, ở lại với em vài tiếng đồng hồ thôi. Từ đây về Tân Hạ xe đò chạy chưa tới 1 giờ, tối thầy về vẫn xong mơ mà thầy. Đã mấy khi thầy có dịp xuống Sài Gòn, thầy phải cho em trả ơn thầy một bữa cơm chứ. Thông yếu ớt gật đầu, nhưng cẩn thận hỏi lại: Ơn nghĩa gì? Chỉ có điều là cô nghỉ một buổi chiều, cả một buổi chiều như vậy thì bà chủ hiệu Mai có bằng lòng không? Biết Thông đã nhận lời, Mai sung sướng đáp: Em nghỉ luôn cả tuần lễ cũng được mà, có ai như em đâu, suốt cả 5 giờ chưa nghỉ ngày nào hết á. Thầy chờ em tí xíu nhé, em vào thay quần áo. Thôi nhanh lắm, em thay áo thôi thầy ạ. Thông ưu tư hỏi: Rồi cô nói thế nào với bà chủ, cô bảo là cô đi đâu? Mai phì cười: Thầy lo cái gì không biết nè. Thầy ngại người ta tưởng thầy hẹn hò với em chứ gì. Em ở đây nè, em không lo thì thôi, việc gì thầy phải lo. Thầy đi rồi người ta có biết thầy là ai đâu. Dứt lời Mai chạy vụt vào nhà. Thông đứng tần ngần bên gốc cây, thở dài trách mình đã đến thăm Mai để bây giờ lâm vào cảnh khó xử. Nhưng anh lại tự an ủi ngay rằng anh đã đem lại được một niềm vui bất ngờ cho cô học trò cũ hơn 1 năm nay lánh mình ẩn giật chỉ vì một lầm lỡ của tuổi mới lớn. Chỉ 5 phút sau, Mai đã trở ra với chiếc áo màu xanh nhạt, may kiểu lạ mắt và dường như vừa đánh phấn phơn phớt. Chút son môi làm mặt cô đẹp hẳn lên. Trong đám học trò của Thông, có lẽ đến giờ này vẫn chỉ có Mai là đẹp nhất, vượt hẳn lũ bạn còn ở trại. Điều này càng làm Thông ngạc nhiên và bực bội, vì chẳng hiểu tại sao thầy Phán lại dứt hẳn, không liên lạc gì với Mai từ ngày hai người bỏ xứ đạo.
dưới mắt Thông, thầy Phán chính là thủ phạm đã làm hại cả một đời con gái của Mai, gây nên thảm cảnh trốn tránh của cô hiện nay. Thế mà thầy lại không biết nghĩ, nỡ bỏ cô bơ vơ, thì tội của thầy càng không thể tha thứ được. Muốn cho chắc ăn, Thông hỏi Mai. Cô bảo từ ngày xuống đây cô sống cô đơn, chả có ai liên lạc với cô. Thế ông Phán đâu, có thư từ gì không? Mai đang vui, bỗng sụ mặt xuống như muốn khóc. Cô nghẹn ngào bảo. Đi luôn từ ngày ấy, chả thấy tâm hơi gì cả. Thông yếu ớt bênh vực. Hay là ông ấy không biết địa chỉ của cô? Mai gắt nhẹ. Biết chứ thầy, mẹ em sang tận bên nhà nói chuyện với mẹ ông ấy mấy lần mà. Nghĩ cũng thương cho bà Phát. Mẹ em bảo là chính bà ấy xúc giục ông Phán cưới em, nhưng mà ông ấy lờ đi. Ngừng một chút, Mai chép miệng than. Ôi xin mà em cũng chả trách. Âu cũng là tại em dại dột, cho nên mới ra nông nỗi này. Ngày ấy ông ấy cứ nằng nặc bảo em là ông ấy không có ơn kêu gọi, bất đắc dĩ đi tu chỉ vì muốn làm vui lòng gia đình. Ông ấy cương quyết là sẽ xin cưới em. Ôi nhưng mà thôi thầy ơi, bỏ chuyện đó đi. Hôm nay em gặp được thầy là em vui lắm rồi. Chắc chi chuyện cũ nó buồn quá thầy ơi. Dứt lời, Mai dục Thông bước ra lề đường đón xe. Thông nhìn quanh, bước từng bước ngại ngùng, vì thời ấy trai gái chưa quen đi bên nhau, thiên hạ cứ đổ dồn vào mà ngó đăm đăm. Có những cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu mà khi ra đường thì chồng vẫn đi trước, vợ theo sau, chứ không dám sánh vai song song. Mai vẫy chiếc taxi bảo chở xuống chợ Sài Gòn cũ. Cô định mời Thông đi ăn nhưng thấy còn quá sớm nên ngang qua vườn bờ rô. Cô đổi ý bảo xe ngừng lại và rủ Thông thả bộ vào đi lang thang trong đó. Thông rụt rè không biết xử trí thế nào nên cứ để cô học trò điều động. Bản tính anh vốn đứng đắn lại thêm mặc cảm từ vùng quê ra thành phố, cho nên anh đành lặng lẽ đi bên cạnh Mai. Bước xuống taxi, Thông giành trả tiền nhưng Mai nhất định không nghe. Cô bảo: hôm nay em đãi thầy, em là chủ, thầy là khách. Chút nữa đi ăn, đi uống, thầy không có được trả tiền đó nha. Không nghe em là em giận đấy. Mai kéo cánh tay Thông, rẽ vào vườn tao đàn. Thông lặng lẽ đi bên cạnh Mai. Công viên chiều thứ hai vắng khách. Thông đưa mắt nhìn những thảm cỏ xanh mướt, những dãy hàng rào bằng cây cảnh được cắt xén thẳng tắp hoặc kết thành những hình con voi, con chim một cách tinh xảo, khiến anh có lúc buột miệng khen thành tiếng. Ở trại định cư anh hãnh diện về mảnh vườn mà ông Thứ để lại cho anh. Lên đây thả bộ trong khu vườn mênh mông này, anh mới thấy mảnh vườn nhà anh chỉ là hạt cát giữa đại dương, không đáng để nhắc đến. Anh trầm trồ bảo: tôi lên Sài Gòn biết bao nhiêu lần rồi mà chưa có dịp đặt chân vào đây. Đẹp thật. Mai hãnh diện đáp: thầy thấy không, giá thầy không ghé thăm em thì biết bao giờ mới có người đưa thầy đi đây đi đó. Ồ, hay là em đề nghị thế này ha. Thầy đi với em một vòng cho biết, rồi mình đón xe sang vườn Bách Thảo. Vườn Bách Thảo tức là sở thú đó thầy, bên đó rộng hơn bên đây nhiều lắm. Thông chưa kịp nói gì thì Mai lại thêm: ồ, hay là mình đi Bona. Có lẽ thầy chưa biết bát phố trên đường Bona bao giờ phải không? Phố chính nhà đẹp nhất Sài Gòn thầy ơi, em đưa thầy đi nhé. Đi bộ ngắm thiên hạ, rồi khi nào mỏi chân thì mình đi vào hiệu kem. Đúng rồi, lúc nãy thầy bảo với em là thầy cần mua một ít sách mang về trại. Sách thì không đâu nhiều bằng hai bên lề đường Bona. Để em đưa thầy đi nhé. Thông quay sang tò mò hỏi: cô ạ, sao cô bảo là cô chả quen ai mà tôi thấy chỗ nào cô cũng biết là thế nào? Mai gật đầu nhấn mạnh: vâng, tại vì chả quen ai cho nên mấy cô bạn thợ may rủ đi đâu em cũng đi hết. Chiều chủ nhật hiệu may mà đóng cửa hả, ba đứa tụi em á đi hết chỗ này tới chỗ kia cho đỡ buồn. Nhưng mà nói đúng ra thì chỉ đi sở thú là nhiều nhất. Hai người song song tiến bước, lắm khi chạm hẳn vào nhau. Tới một khúc rẽ thật kín đáo len lỏi giữa những hàng cây cao, thầy trò đi bên nhau như một cặp nhân tình đang ở vào thời kỳ đầm ấm nhất.
Mai rủ Thông ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế băng. Thông đảo mắt nhìn quanh không thấy ai, anh mới hạ giọng bảo: Thế cô cứ nhất định ở mãi dưới này không về trại hay sao? Chuyện gì rồi cũng phải qua đi chứ. Trừ trường hợp cô không muốn về thì chả nói làm gì. Nhưng nếu mà cô còn nhớ Tân Hạ thì tôi thấy cô cứ về. Tội gì mà phải trốn tránh mãi như thế này. Mai bồi ngồi nói: Em nhớ lắm chứ thầy. Nhưng mà em ngại quá. Sài Gòn rộng lớn thì chả ai biết ai. Trại định cư thì mọi chuyện người ta đều biết hết. Có hôm thầy biết không, em nhớ nhà quá. Em đã định liều đón chiếc xe cuối cùng, về đến nơi trời tối là vừa, ngủ với bố mẹ em một đêm rồi sáng mai lại đi sớm. Định như vậy mà em vẫn chưa dám thầy à. Thông gắt nhẹ: Việc gì phải khổ sở như thế. Muốn về thì cứ ngang nhiên mà về chứ sợ ai. Người ta bảo dư luận chỉ là luận dư, chuyện qua rồi không nhẽ cứ để bụng cả đời à. Mai thở dài ê chề: Trời ơi xấu hổ lắm thầy ơi. Mẹ em cứ nhiếc mãi là cái thứ mày thì ai mà thèm rước. Cứ ở dưới đấy, đừng có bén mảng về mà bôi do chát chấu vào mặt tao. Thầy xem, mẹ em mà còn chẳng muốn em về thì huống hồ chỉ là người ngoài. Thông thấy buốt nhói trong lòng và buột miệng than: Chung quy cũng tại ông Phán cả. Ông ấy làm dở dang đời cô rồi bây giờ đi mất tích. Thật là người ích kỷ. Ông ấy cưới cô thì đâu có chuyện gì phải nói nữa. Mà mẹ cô cũng quá đáng. Tôi không đồng ý tí nào cả. Nghe Thông nói, Mai mủi lòng rơm rớm nước mắt. Cô lần trong túi áo tìm chiếc khăn trắng nhỏ đưa lên lau rồi nói: Không có quá đáng đâu thầy ạ. Thà là em đi xa, chứ về trại mọi người đều biết chuyện cũ của em, ai mà dám lấy em nữa thầy. Thông thở dài não nuột. Anh muốn ôm chầm lấy Mai, hay ít ra là nắm lấy bàn tay Mai để vỗ về. Trong một phút xúc động, anh bỗng nảy ra ý định rất quân tử là anh sẽ cưới Mai. Vừa là nghĩa cử cứu người lầm than, vừa để phản kháng lại thái độ nhỏ nhen của mọi người chung quanh. Tại sao anh không lấy Mai, cô học trò đẹp nhất của anh? Anh ngồi thử người phân tích mọi góc cạnh. Nhưng rồi chỉ vài phút sau, chính anh lại lắc đầu bỏ cuộc. Cứ hình dung ra cảnh tượng Mai bao nhiêu lần mặn nồng với thầy Phán, Thông thấy không thể hy sinh cho Mai được. Lấy Mai về, đêm đêm nằm bên nhau, dễ gì anh quên được hình ảnh thầy Phán. Và lại nếu muốn lấy Mai, bắt buộc anh phải rời xóm đạo, xuống hẳn Sài Gòn lập nghiệp để mọi người chung quanh không ai biết. Điều này đối với Thông lại càng khó hơn, bởi Thông chẳng bao giờ muốn xa giáo xứ Tân Hạ. Thông trấn an: Cô còn trẻ quá, mới mười mấy tuổi đầu mà cứ làm như lỡ thời rồi. Mai vẫn ấm ức kể lể, hàm ý tự trách: Đúng là sai một ly nó đi một dặm, phải không thầy? Mẹ em cứ nhắc đi nhắc mãi như thế. Thầy biết không, cái hôm mà bà Quán Vọng với các bà trong hội con Đức Mẹ đánh em ở sân nhà thờ, rồi thầy cho em mượn cái áo á, em mặc vội em chạy về nhà, rồi mẹ em còn chói em vào cột rồi đánh em thêm một trận gãy mấy cái roi nữa. Sáng sớm hôm sau á, mẹ em đưa ngay em xuống Sài Gòn, gửi ở nhà bà bác em trên đường Bayer. Trọ nhờ nhà bà bác em thì cũng như là đi ở mà, làm người giúp việc cho người ta thôi, nấu nướng rồi quét dọn rồi giặt giũ rồi hầu hạ cả nhà từ sáng sớm tinh mơ đến gần nửa đêm. Mà thầy biết không, bà bác em bà ác lắm, suốt ngày cứ mắng xa xả vào mặt em. Thì chừng độ 2 tháng sau thì bố em mới xuống thăm và đóng tiền cho em học may ở hiệu Thiên Trang. Bố em không có mắng em nữa, chỉ nhắc em là sớm tối đọc kinh cầu nguyện. Học xong thì bà chủ thấy em khéo tay nên thuê em ở lại luôn cho đến bây giờ. Âu thì cũng do Chúa xếp đặt cả thầy ha. Thông nén tiếng thở dài đổi giọng an ủi: Thì như thầy vừa nói với em còn trẻ lại có nhan sắc, có nghề nghiệp, sớm muộn gì cũng sẽ gặp người thương yêu em. Em đừng có bi quan. Chúng ta sinh ra ở đời, mỗi người được Chúa trao cho một cây thánh giá, nặng hay nhẹ cũng đều do Chúa định cả.